kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Năm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng nha quý vị. Chào anh Năm. Chào thầy Tấn, chào các cô chú anh chị em xem kênh Quê Vườn Ngày Vừa Giờ Sức Khỏe và Hạnh Phúc nha. Mình thành thật cảm ơn nhiều các anh em đã ủng hộ mình thời gian vừa qua. Hôm nay mình đem về 30 mấy cây mai giảo hạt Thủ Đức riêng nha. Bông từ 6 cho tới 12 cánh, hình thức mình ship cũng như cũ nha, bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi, bao ship toàn quốc nha quý vị. Số điện thoại mình là 0352751157 nha anh em. Rồi, số điện thoại có anh Năm mình để trên tiêu đề nha quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thấy thích cây nào thì alo liền cho anh Năm ha quý vị. Rồi, số điện thoại mình để trên tiêu đề nha. Rồi, mình vào cây số 1 luôn ha. Chiều cao 1m6 anh em ơi. Rồi, 1m6 chiều cao. Đây, cần đầu điều lực quá anh em. Rồi, đỉnh đọt đây. Rồi, tay cành đây quý vị ơi. Cũng bự bự ha, đều ha nè. Mình không có khai thác đế nha anh em, nên thông cảm giùm đi. Cây nào cũng có đế mà mình không khai thác sợ mất chất á. Rồi, hoành như anh 21. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Giá 1.3 triệu anh em ơi. Rồi, 1.3 triệu bao ship cho quý vị luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 1. Xuống quan tâm. Em ra ngoài đỡ. Đó ngoài luôn chứ. Rồi, lên cây mã số 2. Hả? Tôi xin nhớ ngộ chứ. Tâm dán đi con. Thuốc xịt nấm á. Phải không? Mã số 2 chiều cao 1m6 luôn nha nè. Rồi, mã số 2 cao khoảng 1m6 nha quý vị. Này làm xong phải tắm liền. Rồi, dướng cái cửa rồi, anh xin ngược lại anh ơi, cái bàn dướng cái cửa. Rồi. Rồi, dừng luôn anh Năm ơi, tới đây được rồi. Đây cành bự bự không hả ta? Cành lực không nha anh em. Rồi, cho cái hoành luôn anh Năm ơi. Hoành bự anh em ơi, đế nở anh em ơi. Hoành 25 anh em ơi. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giá 1.7 triệu anh em. Rồi, ơi. Rồi, 1.7 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 3. Khá là cao. Được cao 2m2 nha anh em. Rồi, cao khoảng 2m2 à, quý vị ơi. Cao quá xá luôn ha. Còn cái tàn thì cũng bự chảng luôn ha. Đây. Cao 2m2. Rồi, 2m2 nha quý vị. Rồi, kiểm tra tay cành ở trong này cao quá. Mình không có kiểm tra trên được quý vị ơi. Đó, tay cành lực không anh em ơi. Rồi, có cái đoạn này ngang cái tầm máy đây. Đế nở là luôn nha anh em. Tay cành bắn lên nè quý vị. Tay cành quá xa luôn ha. Đế nở là đủ hết nha anh em. Đó, mình không có khai thác sơ sơ. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành 25 luôn anh em ơi. Rồi. Giá 2 triệu anh em ơi. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 4 nha. Rồi, khoảng 1m6. 1m6 là chắc có dư đó quý vị ơi, tàn thông ha. À. Để nó nhận nha anh em. Có kia nha. Rồi. Đây, để nó dặn nó kia. Rồi, cần giữ ha. Rồi, hoành nhiêu đây anh Năm? Hoành 23 anh em ơi. Rồi, 24 luôn ha. 24, tính 23 thôi. 23 luôn ha. 23, mình tính 23 thôi. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Giá 1.3 triệu anh em ơi. Rồi, 1.3 triệu nha quý vị.
Rồi xuống cây anh em ơi, đem vô đây. Rồi mã số 5. Rồi cái đàn cắt đĩa còn do 1.3 đây nha. Rồi như cái mâm xôi luôn, mai mâm xôi. Tết người ta có cúc mâm xôi, mình có mai mâm xôi luôn quý vị ơi. Đó. Nguyên cây mâm xôi luôn. Tàn đồ lập khủng không nha anh em. À, tay cành trên nó quý vị bự không ha. Dễ nở luôn. Rồi, quanh 27 anh em ơi. Rồi, 27 quanh. Dạ, triệu 3 luôn anh em ơi. Rồi, triệu 3 nha quý vị. 27 quanh cây mâm xôi có triệu 3. Rồi, nhanh tay chốt cây về chơi quý vị ơi. Đẹp quá nè. Rồi, xuống cây luôn. Ok. Vô mấy trong đi, đây hết được rồi. Rồi, vô nhà. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Rồi, nó 6 nha quý vị, cây mã số 6 nha quý vị. Này mét 6 là chắc có dư đó nha quý vị. Này về quý vị đo mét 6 là gì dư nhiều lắm đó. Rồi cho cái hoành nó luôn anh. Này song thủ ha. Hoành 25 anh em ơi. Rồi song thủ đây quý vị, xây đâu quý vị. Đó, nhắc song thủ nha. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Triệu tư anh em ơi. Rồi, triệu tư nha quý vị. Đàn đẹp luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, mã số 7. Rồi, cao khoảng 1.7 nha quý vị. Bảy là chắc cú dư luôn. Quá xa luôn ha. Rồi dừng luôn năm ơi. Ai chui vô trong cái cây. Rồi anh em. Đó rải là quanh hăm mấy đây? Quanh 27, 27 luôn, luôn. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Dạ, 1.5 triệu anh em ơi. Rồi 1.5 triệu. Rồi xuống cây. Quanh 27 mà có 1.5 triệu quý vị ơi. Nhanh tay chốt luôn quý vị ơi. Rồi 2 mét có hơn. Mã số này là mã số 8 phải không anh? 18 hơn rồi anh. Rồi mã số 8 nha quý vị, cao hơn 2 mét nha quý vị. Rồi tán ngang thì rộng thênh thang nha quý vị. Để nở luôn anh em. Gần nhiêu đây? 27. Rồi 27 hoành luôn. Giá 2.2 anh em. 27 hoành giá 2.2. Tàn bự luôn. Vừa bự vừa cao luôn nha quý vị. Có 2.2 được cái mai bự chảng luôn ha. Rồi xuống cây. Quý vị ơi nhanh tay chốt cây này đi quý vị ơi. Rồi cây tiếp theo. Cây này cũng cao quá xá là cao luôn. Rồi cây này 2.2 bảo đảm là dư nhiều luôn, nó không có gì lúc ở trên luôn. Cái này chắc là 2.5 mà năm ha năm. Dạ. Nhiều cái gì đo lại là bảo đảm dư nhiều lắm á.
để nở luôn anh em. Đây, đây luôn nha. Tứ hướng, một trăm mấy. Rồi, 27 luôn. Cái này để giá 2 triệu luôn anh em. 2 triệu quý vị ơi, nhanh tay chốt đi quý vị ơi. Đàn đẹp luôn á, cao luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. 2 triệu nhanh tay chốt quý vị ơi. Rồi, mã số tiếp theo. Mét 7. Mã số mấy rồi? Mã số 10. Rồi, mã số 10 nha quý vị. Rồi, dân anh Năm ơi. Canh bự luôn ha. Rồi, hoành nhiêu đây? Hoành bự nữa ha. Hoành 28 luôn anh em ơi. Rồi, 28 hoành ha. Giá 1 triệu rưỡi anh em ơi. 28 hoành mà có 1 triệu rưỡi quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn, bao ship cho quý vị luôn. Rồi, nhanh tay chốt quý vị ơi. Hoành to giá nhỏ luôn. Rồi, mã số tiếp theo là 11 nha quý vị. Rồi, mã số 11. Rồi, mét 8 chiều cao. Đây, cầm được một con anh em ơi. Mét 8 chiều cao quý vị ơi. Ờ, để nó hơi dặn một chút nha. Rồi, hoành bao nhiêu đây? Hoành 29 anh em ơi. Rồi, giá bao nhiêu đây anh? 1.7 anh em ơi. Rồi, 1.7 quý vị ơi, hoành 29, giá 1.7. Rồi, xuống cây. Rồi, mai giảo Thu Đức, hoành to giá nhỏ quý vị ơi. Rồi, nhanh tay mình chốt cây ha quý vị. Trồng được cây mai tới hoành 27, 28 cũng lâu năm lắm mới được quý vị ơi. 10 năm đó anh em ơi. Rồi, mã số 12 phải không anh? Mét mấy anh? Mét 3 anh em ơi. Khoảng mét 3. Đó, cái đàn cũng tròn luôn ha. Rồi, cần đồ lực lực không nghe nè. Đó. Rồi, hoành 20 mấy đây? 24. 24, giá 1 triệu 2 anh em ơi. Rồi, hoành 24 mà giá 1 triệu 2 quý vị ơi. Xuống đây. Rồi, xuống cây anh em ơi. Hoành to giá nhỏ luôn. Rồi, mã số 13. Rồi, cao 2 mét quý vị ơi. Lá hết còn cái lá ha, bự bự không ha. Lá vàng nha, cây này lá vàng nha anh em. lá mai mà nó bự hết sức luôn. À, hết sức cái bộ lá luôn á quý vị. Rồi, xây nửa vòng nữa anh Năm ơi. Đó, cái lá hết sức cái lá ha. Rồi. Rồi, cho cái hoành luôn Năm ơi. Lá nào nay lá hết sức cái lá luôn, lá bự bốn ngón bà ngón tay mình rồi. Này nó lai giáo tượng nha, giáo tượng ha anh. Ờ, nó lai giáo tượng nha. Hoành 28 anh em ơi. Rồi, 26 anh em ơi. Cây này 2 triệu anh em ơi. Rồi, 2 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, cây tiếp theo. Rồi, dướng cái gì ở dưới rồi?
14 nhân quý vị. Rồi cao khoảng 2 mét. 14 cao khoảng 2 mét nha quý vị. Đó, tay cành cũng đẹp nè. Đó. Đấy, nở đâu luôn nghe anh em. Rồi. Còn 22 anh em ơi. Rồi, 22. Giá như đây. Giá tiểu tư anh em ơi. Rồi, tiểu tư nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây tiếp theo. 5. 15. Rồi, mét 6. Tàn cũng bự luôn. Hoành 26 anh em ơi. Cái này giá 1.8 anh em ơi. Rồi 1.8 nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 16. Rồi khoảng 1.8 đến 2 mét. Tầm đó. 8 là dư lúc ta. Rồi, mét 8 là dư. Đây, cần phải lực lực không nha em. Hoành 23. 23 hoành ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giá 1.3 luôn anh em ơi. Rồi 23 hoành giá 1.3 nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 17. Cao có mét 6 anh em ơi. Rồi mét 6 chiều cao ha. Tàn đẹp nè quý vị. Tàn đặc quá ha. Mặt kẹo nha quý vị. Tàn đặc kẹo luôn ha. À, tay cành bắn lên nè quý vị. À, quá xá tổng luôn nha anh em. Đế 22 yếu mình tính 21 nha anh em ơi. Rồi, hoành 21 ha. Sáng 1.2 anh em ơi. Rồi, cây này có 1.2 quý vị ơi, nhanh tay chốt cây ha quý vị. Tay cành đẹp. Rồi, 1.2 xuống cây luôn. Nhanh tay chốt cây luôn, tàn đặt kẹo luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Cây 17. 18. 18. Rồi, 2 mét có hơn. Rồi, quay tiếp đoạn nữa anh. Quá xa. Quay ào ào, coi chóng mặt quá quý vị ơi. Nằm quay nhanh quá. Chưa quay, mình quay mà. Mạnh quá. Quay 22 đây. Anh em. Rồi, 22. Giá 1.3 luôn anh em. Rồi, 1.3. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 18, 1.3. Rồi xuống cây. Rồi mã số 19. Rồi mét 7. Mã số 19 cao mét 7. Đây, tay cành tôi lần không nha anh em. Rồi, cho cái hoành luôn anh.
đó là sao giờ? Đó là sao đây, nó nguyên cụm là 1, 2, 3 cái này là tam tài hả? Đây là đóng thế tam tài. Ờ vậy đó nguyên cái cụm bắt đầu từ mặt bầu đi. Mình trừ ra. Từ heo đi anh. Này không biết sao đi. Này vướng đất đóng á. Rồi hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Đó ngang đó như quý vị. 34 lận. 34 mình từ heo nhiêu đây quý vị? Mình trừ cho 5 đi, 5 phân đi. Rồi vậy 29 đi ha. Ờ 29 đi. Rồi. Đóng thế tam tài luôn. Cái này 1 triệu Triệu mấy anh? Thôi mình tính 1 triệu 3 thôi. Rồi 1 triệu 3. Rồi ok luôn. Mình quay ở gần lỗ lớn nên nó hơi bị ồn nha quý vị. Rồi những số cây rồi giá cây mình sẽ lặp lại theo lời của anh Năm nha quý vị. Rồi cây 20. Cao 1m8 hả anh? 1m8 nha quý vị. Rồi 1m7 rồi chắc ha. Mình thiếu cho rồi xây trang quang nữa bề mặt nữa. Rồi dừng hướng này ha. Này để nở luôn anh em. Dễ thấy cái cành. Đây, để đâu đây. Rồi. Không có khai thác mà. Để nở ha. Chỉ dít dít nhẹ nhẹ là thấy cũ rồi ha. Quanh 23 anh em ơi. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Cái này giá 1,5 triệu anh em ơi. Rồi, 1,5 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn, 1,5 triệu được cái mai giảo bự luôn. Mã số 21 hả anh? 21 quý vị ơi. Rồi 1,5 m tán ngang rộng nè. À rồi cho cái hoành luôn ha. Hoành nhiêu đây? 23 hoành. Rồi giao luôn nhiêu đây anh Năm? Này giá 1,2 triệu luôn anh em ơi. Rồi 1,2 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi má xuống cây. Rồi xuống cây. Rồi mã số 22 phải không? 22. Cao dút luôn. Cao 3 m nha anh em. Rồi. Rồi khoảng 2,5 m. 2,5 m là năm đó là 2,5 m là có vô nha quý vị. Ồ nó cao vậy đó quý vị. Cao quá ha. Này cây này cao vậy cho nó bung ra chừng đợt cơi nữa là cái tàn nó rộng ra nhìn thấy đẹp lắm ha. Hoành nhiêu đây? Hoành 26 anh. 26. 26 hoành. Giá 2 triệu anh em ơi. Rồi 2 triệu nhưng quý vị. Rồi xuống cây. Hết sức cao luôn 2 triệu. Đang đợt cơi nữa là thấy nó bự lên. Cao 2 m hơn. Này mã số 23. Tàn đẹp luôn. Đó quý vị. Tàn thông đẹp luôn ha. Mã số 23. Hoành 22 anh em. Giá 1,8 triệu anh em. Rồi 1,8 triệu nhân quý vị. Tàn đẹp ha. Rồi xuống cây luôn.
Rồi mã số tiếp theo 24. Cao mét 6 luôn em. Rồi mét 6 cao. Rồi dừng luôn em ơi. Rồi cho em cái hoành luôn. Để nở luôn nha anh em. Hoành 22 luôn anh em ơi. Rồi giao luôn nhiêu anh? Dạ. Rồi 1.4 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Năm mấy rồi? Rồi 25 mét 8 có dư. Tay cành đều hết nha anh em. Tay cành bỏ đều ha. Tại nó hơi ngắn thôi chứ tay cành đều ha. Cái này về ra tới Tết là nó cành. Rồi hoành luôn. Hoành 23 anh em ơi. Rồi giống lúc nhiêu anh? Rết 2 anh em ơi. Triệu 2 quý vị. À, có để đó luôn ha. Ô nổ nổ nữa ha. Tay cành bỏ cũng đều quý vị, tại nó hơi ngắn thôi chứ tay cành bỏ đều ha. Rồi xuống cây. Mấy 7 phải không? Dạ. 26. Cao mét 6. Mét 6 chiều cao. À. Nó tròn nha, như quả núi nha. Tròn như quả núi hả? Rồi, hoành luôn. Hoành 22 anh em. Rồi, giao luôn như thế. Giá 1 triệu anh em ơi. Rồi, triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi 27. À, một cây mâm xôi nữa nha. Rồi mâm xôi đây. Cao nó khoảng 1m3 anh em. Rồi 1m3 quý vị ơi. Cái mâm xôi đây. Mâm xôi này hơi bự nè. Đó. Vô coi tay cành ở trong của mâm xôi này coi. Rồi dừng anh Năm ơi. Đó, đó quý vị anh dừng hướng đó là quý vị thấy tay cành ở trong đó. Đó, quá sát tay cành luôn ha. Rồi cho cái quành nó luôn. Hai mươi ha. Quành hai mươi. Giá 1.3 nha anh em. Rồi 1.3 quý vị ơi. Rồi xây xây. Đó. Xuống cây. 1.3 thì nhanh tay chốt quý vị ơi. Cây mâm xôi đẹp quá nè. Rồi cây này bự nha. Hai anh em khiêng cũng không nổi luôn. Đây. 57 ha anh phải không? 27. Rồi 1m8 quý vị ơi. Mã số 27 nha. Đó. Góc này cũng bự à. Góc bự luôn nè. Đâu ra xuống đây coi. Đây. Đây cành đầu lực không anh em. Đoạn này hết sức luôn tay cành luôn ha. Cái này mình không có cây khác mà anh em. Hoành nó tới 30 rồi anh em ơi. Rồi 30 hoành quý vị. Rồi xen vòng luôn. Đó có kế nè. có khía chứ. Khía. Đây. Cây này xíu anh Năm. Đẹp quá anh em. Đó. Rồi anh Năm nhìn đây cái Năm Năm. Năm Năm. Rồi giao luôn nhiêu đây Năm? Giá 3 triệu anh em ơi. Rồi 3 triệu quý vị ơi. Nhanh tay chốt ha. Cây này đẹp quá chị.
mình to luôn ha, lá bự luôn á. Rồi xuống cây luôn. Số này nhiêu anh? 29 nha quý vị. Đây gần lỗ lớn ồ, xe chạy nhiều quá ồ một xíu nha quý vị. Chiều cao 2m nha anh em. Rồi, cao khoảng 2m, mã số 29. Tại cái cây nó không phải siêu nha quý vị, tại cái bầu nha quý vị. Đó, bứng về nó bị cái bầu nó không được bằng phẳng, nó bị trong trên. À, dừng luôn anh Nam ơi. Đây cảnh đẹp quá ha. Đây cảnh đều trân anh em, đế nở luôn anh em. Đây. Thấy không? Rồi. 25 vành ha. Vành 25. Rồi, tay cành đều nha quý vị. Rồi, giao luôn nha anh. 2 triệu anh em ơi. Rồi, 2 triệu nha quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Lá bự bự luôn ha. Cái máy cảnh. Ôi giời ơi. 30. Rồi. Cây 30. Cao hơn 2m. Đó quý vị. Nhìn cái chiều cao nó hết sức luôn không? Đủ bự bự không ha? Đó, về mình để về vô chậu luôn anh em. Là nút nụ trong à. Nụ bự bự không quý vị. Đây, để nhỏ rồi đây nha. Đây. Đây, bên đây nữa. Đây. Đây, vàng vàng đó. Rồi, đây, cho cái hoành luôn anh em. 23 23. 23 hoành. Cây này giá 1.8 triệu anh em ơi. Rồi 1.8 triệu nha quý vị. Cây này đẹp quá anh em ơi. Tay cành đẹp luôn á ha. Rồi xuống cây luôn. Ở đây nữa hả? Đây chỗ đâu tôi đứng cậy. Rồi nhiêu rồi? 31. 31. Chiều cao 1m7 anh em ơi. Rồi 1m7. Đây tay cành đầu đường hết nha. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành 22 yếu mình tính 21 nha anh em. Rồi chính xác. Rồi vô luôn. 1.1 triệu nha anh em. 1.1 triệu quý vị ơi, nhanh tay chốt hả quý vị. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây anh em ơi. Rồi 32. 32 chiều cao 1m6 anh em. Rồi khoảng 1m6 chiều cao. Rồi tay cành đầu đẹp quá anh em ơi. Tay cành đầu lực lực không nha anh em. Đó. Hoành 21 anh em ơi. Rồi 21 hoành. Giá 1.3 triệu anh em ơi. Rồi 1.3 triệu nhưng quý vị. Xuống cây. Rồi xuống cây. Cây này mấy cân? Rồi lên cây mới luôn. 33 ha anh. 33 chiều cao 1m8 anh em ơi. Rồi 1m8 chiều cao. Đây, cho mấy vị coi muốn lên xù luôn đây. Ồ. À, nách nổi cục u ha. Đó. Nó bể đây nha. Đây, đây cục ở đây. Rồi, cho cái hoành luôn.
Quỳnh bự nha anh em. Quỳnh to, giá nhỏ Quỳnh nha. Quỳnh 27. Cái này giá 2 triệu anh em ơi. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Cái 3 mấy? 35. 34. 34 hả? 34 vừa cao vừa đầy rồi. Cái này 2 mét rưỡi không à? Cái này hả? Rồi. Chào chúc ở trên đó đó quý chị ơi. Tính 2 mét 2 thôi nha. Rồi, tính 2 mét 2. Đây. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành này chắc to à. Hoành to. Hoành 27 luôn anh em ơi. 7 hoành. 27 hoành. Mã số 34 giá nhiêu? Giá 1 triệu 8 thôi anh em ơi. Rồi, 1 triệu 8 nha quý vị. Rồi, nhìn rồi, cuối clip rồi anh em ơi. Mang ủng hộ cho mình đi. Xong cuối clip mình cũng xin chúc các anh chị em dồi dào sức khỏe nha. Hẹn lại clip clip sau nha anh em. À, anh Năm vừa tính nói hẹn lại quý vị kiếp sau. Kiếp sau nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.